Hello anh em, chào mừng đến clip tiếp theo nha. Thì cái series này nói chung là làm để cho anh em hiểu hơn cốt truyện thôi, tại vì nó đã được hỗ trợ tiếng Việt á. Còn việc mấy anh em hãy tải game và trải nghiệm quýnh từ từ ha, nó sẽ vui hơn, nó sẽ hay hơn. Còn tôi làm clip thì nó phải rút ngắn thời gian anh em, chứ quýnh bình thường thì nó vẫn thắng thôi nhưng mà nó lâu. Ok, đọc tiếp nhé. Xong Karun gần Suka Susa phòng 120 BCE. Ủa, trước công nguyên là khác, còn BCE lại khác nữa anh em. Anh tôi cũng không biết BCE là gì, anh em nào biết BCE là gì comment chỉ nha. Vinh quang của Babylon đã được phục hồi nhờ tái xâm lược các vùng đất từng mất cho người Elamite và bằng cách đuổi các nhà cai trị Kassite nước ngoài khỏi lãnh thổ của chúng ta. Tuy nhiên vua Nebuchadnezzar đã thà lấy lại lãnh thổ Babylon và chưa đủ người Elamite phải cảm nhận được hình hộ của ông lên mảnh đất quê hương của họ. Nebuchadnezzar đã ra lệnh cho bạn, một là lệnh cho bạn tấn công công Susa của vũ đô Elamite, chỉ cần băng qua sông Karun trong một lần tập kích. Trước đó người Elamite đã chọn một bức tượng vàng và là vị thần quan trọng nhất của người Babylon, Madun. Nhiệm vụ của bạn là cướp nó lại để tăng cường tính chính đáng của Nebuchadnezzar. Khi về nhà, những người bị Elamite đàn áp bấy lâu sẽ trợ giúp cho bạn trong nhiệm vụ này nếu bạn có thể tìm thấy họ. Mục tiêu chiến tạo tác. Hồi xưa thời cổ thì nó thường có vua đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ gì đó, có nghĩa là ông vua mình mà sáng lập ra cái vương quốc á thì sẽ lấy tên của ông nha. Như vậy ví dụ như mà giờ tôi tên William đó, xong rồi tôi làm vua, xong cái con của tôi nó sẽ lấy lời William đệ nhị, rồi con của thằng William đệ nhị nó sẽ là đệ tam, con của đệ tam sẽ là đệ tứ như này. Nó là từng đời nha, đó là thời cổ đại nó làm vậy. Lịch sử với triều đại Kassite bị lật đổ, Madun Kabia Hisu này sao giống Ả Rập quá, tiếng dài vãi cái trẻ, thiết lập những gì gọi là triều đại thứ Isin vào kỷ 12 trước công nguyên. Tuy nhiên điều này không chấm dứt các cuộc chiến giữa Babylon với láng giềng Assyria và Elamite, mà Madun Kabia Hisu đã tiến hành chiến tranh chống lại chúng để cũng có điều lệnh mới của ông. Bởi vì những cuộc chiến đầu tiên này, người kế nhiệm của ông cần tiếp tục chiến tranh để duy trì kiểm soát tại Babylon, do đó đã kéo dài cuộc chiến giữa ba đế chế trong hàng thập kỷ. Vị vua nổi tiếng nhất trong tất cả Nebuchadnezzar một đã chiến đấu chống lại Elam một này, có nghĩa là còn ông Nebuchadnezzar đời đầu ha, xong rồi này con của ông đệ nhất đã chiến đấu chống lại Elam, mọi người đã chinh phục hoàn pháp một phần lớn của Babylon và đe dọa hành bang mỏng manh. Một cuộc tấn công đầu tiên vào Elam thất bại do một dịch bệnh trong quân đội, nên nhân trong quân việc chinh phục và cai trị Susa, thủ đô của Elam. Babylon đã công bằng việc chinh phục và cai trị một cái chiến. Mục tiêu là chiếm tàu tác. Được rồi. Để viên mát nè. Nhớ mấy cung thủ này đi hết sọt mấy kia nè. Tao tán đâu? Trung lập
Lamoda em không nên đối chiều với cái Hopton này. Không, 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 không. Ok. Đi đâu vậy? Ngáo, đi đâu đá. Trước khi xuống đây anh em nên chuyển qua đây nha. Di chuyển qua bên đây. Mình đi đường rừng qua nha anh em, băng dọc theo bờ sông, bờ biển qua nha. Chứ đi xuống đây xuống đây đông lắm. Không nên. Bắn xa dữ vậy cha. Dân làng thôi chịu rồi, anh em phải đánh bom cảm tử đi lên đây nha. Cái tháp này mấy ngày quá không nổi. Ok. Mấy cái trắng trắng này là mấy thằng lính mình có thể thu phục được. Từ từ anh em để tôi coi cái tàu tét nằm đâu. Cái cuộc chiến này tôi có vẻ khốc liệt á. Chiếm tàu tay này đóng thuyền của mình nữa nè, nhưng mà tàu tác nằm đâu, chờ xíu để tôi kiểm tra. Chết map này, quân địch khá mạnh nha anh em. Chắc nó nằm đâu bên màu cái đất Susa Ba Tư nè. Tàu tháng nào ta? Chắc nằm đâu bên đây nè. Không đủ vàng. Nói chung là tôi xây hử anh em, xây hử cho nó
đất đê thôi chứ còn gì nữa. Slot ai à, có anh em nào chửi tôi không mà ngắt xì chưa? Không ra biển nữa thôi. Năm nè. Ok. Mình
mấy có tàu chiến à. Những viên đá nữa. Để mình coi nó đổ bộ đường đường nào. Góc này. Có vẻ như nó không giòn nữa nè. Có vẻ không giòn lắm. Chưa gì hết vô đập banh tạo mình nè. Dòng chứ đừng nói đầu thực diện như mấy này rồi. Quá vậy mà cũng nửa tiếng một ngọn phải không? Chứ hay đơn giản đâu. Nếu đuổi từ từ mà để thắng là khá lâu. Nhưng mà không cảm nha. Lúc đó thì gian vậy không có thời gian làm được. Bạn đã cướp phá Susa và tiêu diệt người Laminte. Một thành tựu tuyệt vời. Hãy đừng ghi nhớ được nhiều người đấy. Vậy là cái những gì còn lại cho bạn là phải làm là phải trả lại bức tượng Mudad Madud Madun và Babylon an toàn cùng với những của cải mà chúng ta đã lấy từ Susa. Ok, kết thúc lớp đây nha em. Hẹn ở clip tiếp theo nha, nhớ đăng ký tên ủng hộ nha.